giờ đến tí xem bằng lên. Rồi chụp cho anh để cho lấy cho nhỏ. Rồi nhìn nha, 1 2 3 4 5 6. Cảm ơn nhìn đi chị Trâm. Quá trời đẹp luôn á. Trời ơi, đẹp xuống rồi. Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cô chú anh chị thấy không ạ? Rất là nhiều giỏ hoa. Đó. Có rất là nhiều giỏ hoa đến chúc mừng ngày khai trương của anh Linh Tý và chị Bích Trâm ha. Đây, em quay cận cảnh cho quý cô chú anh chị nè. Anh chị vào quận 7 nè, hoa rất là tươi, rất là đẹp ha. Bên đây là ba chúc vợ chồng con khai trương Hồng Phát, ba Linh Tâm. Đó. Chú Linh Tâm này cả nhà, hoa của chú Linh Tâm. Và dưới đây thì có một chai rượu. Chai rượu này tặng cho anh Linh Tý nè. Chai rượu này là bạn có Linh Tý. Ở phía trong đây thì em nghĩ là chắc có món quà gì rất là đặc biệt cả nhà. Nó cái hộp rất là to nha. Đó. Đây thì cô chú anh chị thấy là danh hài Hữu Nghĩa. Đó, diễn viên danh hài Hữu Nghĩa này cả nhà. Một cái hoa rất là đẹp nha. Và đặc biệt đây là con mèo. Con mèo này thì Tài nè, Tăng nè, Phúc Khang nè, Ba Miền nè, cô chú anh chị. Đó, Nắng Xuân nè, mấy anh em hay đi quay phát cơm với lại chị Trâm đó. Thì cũng có một món quà nho nhỏ đó, để tặng cho chị Trâm và cũng như là chúc cho chị Trâm và anh Tý khai trương Hồng Phát. Được cô chú anh chị gần xa yêu thương trong và ngoài nước yêu thương ủng hộ ha. Shop nhỏ nhỏ rất là vui và cũng như là rất là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị cũng chia sẻ cũng khá là nhiều rồi, cô chú anh chị mình nhớ nha, ủng hộ như cả nhà ha. Tuy là rằng nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha anh. Hàng best seller đây, đốt mở sticker nằm chỗ này đây, best seller nè. Đó, hai hộp ra Monica đó, đốt mở sticker đó. Anh Tăng có gửi lời chúc nào đến chị Trâm và anh Tý không? Thì Tăng chúc cho vợ chồng Tý và Trâm thứ nhất là khai trương Hồng Phát nhưng mai bán đất. Rồi được nhiều cô chú anh chị từ khắp mọi nơi, khắp mọi nơi ủng hộ. Rồi thứ hai là gì anh? Có điều thứ hai nữa. Cấp nãy anh nói là điều thứ nhất, chắc chắn là có điều thứ hai. À, chỉ là điều thứ hai anh chưa suy nghĩ ra. Chỉ là suy nghĩ ra. Đúng rồi, để trả lời sao. Dạ, cảm ơn anh. Câu hỏi của Tài có gì không? Cũng gì anh? Thì ai biết đâu, lúc nãy anh nói là điều thứ nhất thì chỉ tăng lúc gì đó. Có nhất thì phải có thứ hai. Nhưng mà thứ hai anh chưa suy nghĩ ra. Theo em có điều thứ hai không? Điều thứ hai nếu mà theo như em nha. Điều thứ hai thì em chúc cho chị Bích Trâm và anh Linh Tý. Thì anh chúc mua may bán đắt rồi khai trương Hồng Phát rồi đúng không? Thì điều thứ hai thì có giống như điều thứ nhất. Ồ vậy hả? Dạ, nó là như vậy của chú. Chúc quốc vậy. Chúc khai trương thì chỉ có vậy thôi. Đúng không? Cũng phải chúc cho vợ chồng Tý khỏe nè, trẻ nè, gia đình hạnh phúc nè. Lúc nào cũng đem lại cái những phần quà cơm tới cho bà con nghèo, ở những cái khu vực bệnh viện hoặc là những vùng sâu vùng xa của chị. À, đó là điều thứ mấy anh? Điều thứ hai của anh nè. Hai cộng. Có điều thứ hai, phải có điều thứ ba. Điều thứ ba là gì anh nói luôn anh? Chúc Linh Tý Trâm có nhiều tiền. Dạ. Quan trọng là tiền vào. Tiền vào ha. Tiền vô như nước sông Đà. Tiền ra như giọt cà phê phin. Cà phê phin. Để cho có thêm một shop nữa. Ừ, có thêm nhiều shop nữa. Đúng rồi. Shop thứ nhất thì phải có shop thứ hai. Thứ hai thì có shop thứ ba. Thứ ba thì có shop nữa. Mà có một câu chúc mà như vậy mà. Giống như Tài nói là có cái thứ hai, thứ nhất thì có thứ hai, có thứ hai, có thứ ba. Nhưng mà có một cái mà tới giờ em có điện thoại anh ơi, em có điện thoại. Dạ, em có điện thoại. Có một điều là một điều là em nói là có thứ nhất thì có thứ hai, có thứ hai, có thứ ba. Nhưng mà có một điều là tới bây giờ là Tý chưa có thứ hai. Hai con. Có một đứa con giờ mong sao Tý chồng có thêm đứa thứ hai nữa. Không nhiều anh, khi anh Tý lại có suy nghĩ là đó là suy nghĩ của anh Tý. Chứ không phải suy nghĩ của Tài. Chậu hoa của bác Linh Tâm rất là đẹp nha cả nhà. Trong cái thùng đỏ đỏ này nè của chú anh chị. Cái thùng to to này nè. Đây là món quà rất là tuyệt vời trong đó.
em nghĩ là cái gì? À, theo như em nghĩ đó là quà chúc mừng khai trương. Ôi quá vậy em. Ô con giúp dịch này này. Chào 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 chào. Gì mà nó tài trong đó vậy anh? Em nói gì vậy? Nói là đó. Con mèo này là mèo thần tài. À, thần tài chứ phải tài. Mèo của thần ông thần á, chứ không phải con ngoài của thần. À, thần ông thần ơi. Mà do là thần tài nó khởi xướng. Tài nó kiếm thấy nó phát tài. Thì nói thật sự với cô chú anh chị và các bạn mình luôn như thế này, thì cũng như anh Tăng nói hồi nãy á, thì anh Linh Tý và chị Bích Trâm có đi phát cơm á, thì nguyện với cô chú anh chị thì mỗi lần phát á thì cũng có cho mấy anh em tiền cà phê, tiền uống nước, tiền xăng. Mỗi lần thì anh em cũng được chăm hơn đó, vài chục cô chú anh chị đó, thì nó là vui thôi, chủ yếu là vui cô chú anh chị, tình nghĩa anh chị em với nhau đó. Thì hôm nay thì chị Trâm anh Tý khai trương thì mấy anh em cũng không biết như thế nào, thì chị biết mua cái hỉnh đi, hỉnh á, cái này gọi là ông mèo thần tài, ông mèo thần tài như thế này để ngoắc khách, kêu gọi chiêu tài hút lòng cho shop chị Trâm và anh Tý. Và đây là tấm lòng của mấy anh em thân thiết ở cả nhà, như là anh Tăng nè, tại 66 nè, Ba Miền nè, Phúc Khang nè, Dầu Thiện, Nắng Sinh của chú anh chị đó, thì mấy anh em hay đi quay phát cơm rồi đó, thì nó không có là bao nhiêu cả, nhưng đây là tấm lòng của mấy anh em, mong là chị Trâm và Tý mua mai bán đắt. Đảm bảo cả nhà nhìn thấy góc này nè, bông hoa quá giờ cả nhà mình ha, đừng quên 462/B7 đường 3/2 phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, đến đây gặp Linh Tý Bích Trâm để mua hàng ủng hộ, có rất là nhiều đồ ăn vặt và cũng như là rất là nhiều mỹ phẩm luôn. Khai trương sớm từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều cũng như vậy ha. Trong tuần đầu kể từ ngày hôm nay được giảm 20%, đúng rồi, tất cả các sản phẩm. Mình mua nhiều được giảm nhiều, mua ít giảm ít, thay cô chú anh chị. Không mua đến vui cũng được. Nếu cô chú anh chị tới mà phải gọi Linh Tý Bích Trâm tới nha, để chụp hình cũng được. Nếu không có thì liên hệ với em gái tên Lon này. Tại vì em không quay mặt của chú anh chị. Một lát nữa đây thì em cũng có mua một ít đồ, đúng rồi, đồ ăn vặt có thể là mỹ phẩm để ủng hộ và cũng như là chúc mừng chị anh Tý và chị Trâm. Cà phê mà tại sao đi không uống cà phê đó mà đi uống? Con đi xuống nữa, trời ơi, đi xuống. Ủa, nó biết hả? Ủa sao kỳ vậy? Con nữa. Biết hả? Biết chứ. Trời ơi. Còn hàng chơi nó mừng. Ôi mừng cô chắc hay chưa hả? Gây cưng của bà đó. Bắt tay quá đi, quá đi thôi, quá đi thôi. Trời ơi. Rồi ok, hai chồng dưới đây chụp về tấm hình coi. Thì chưa mua đâu. Thì chưa hồng phát nha. Có bé Su nữa. Vô đây chụp về tấm hình tài. Rồi nhìn đây em chụp đây ạ. Su ơi. Quá chịu rồi. 1, 2, 3. Nhìn té Su. Mắc cỡ. Rồi, qua mẹ đi, qua mẹ. Rồi. Nhìn đây chị ơi, nhìn đây 1, 2, 3. Dạ rồi, quá nhiều luôn. Rồi, đây đó, cà phê mối cũng đi đó. Hồi sáng mấy đứa hỏi, ủa sao ngồi đây mà không uống cà phê đây? À. Mà kêu chị cảm ơn nha. Dạ. Rồi, rồi. Ê, thì ra đây là... chị biết thôi. Dạ, 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 dạ. Dạ. Cà phê. Không biết gì ở đâu nữa, sáng giờ. Cảm ơn hai chồng nha. Dạ. Đây, đi ra, đi. Bé Thu đi qua mình. Ốc 80 triệu ra ngồi ông hay về quán vậy qua chủ yếu là vậy thôi á, để nói là trời ơi cảm ơn hai đứa nha, mừng khi chưa kinh quá đang bán mà. Rồi. Ồ, vậy là anh chị là chủ quán cà phê hả chị Trâm? Ờ, chủ quán cà phê Thành Thái ngay hẻm 7A nè đó. 7A/82 đường Thành Thái là chủ quán cà phê em cà phê. À, đối diện trường Diễn Phong Nguyễn Khuyến vậy phải không? Phải đối diện trường. Dạ không, trường gì? Chỗ đi bằng lái xe, bằng lái xe đi vô xíu á. Dạ, quán dạ. Cà phê mối mà Tý hay ngồi á, chị hay ngồi á. Dạ. Đó. 77A thì cũng nằm đó dạ. À đúng rồi, có cà phê mà chị thưa chị ngồi chị lấy kia đúng không? Đúng rồi, dạ. Đúng rồi đó. Bà bán cà phê ngon lắm. Dạ. Sáng đó thấy không, ngồi đây mà anh Tý uống được phải ship từ. Rồi bữa nào anh em YouTube tràn qua mới được. cho qua review không? Qua qua review đi. Cho tràn qua mới được. Ừ. Nó đông sẵn rồi review nó không đủ ngồi. Thấy chưa? Thấy chưa?
8 giờ là hết ghế rồi. Thôi kệ, thôi kệ, cứ tràn qua uống. Rồi em về luôn. Rồi. Thôi thì cũng chúc anh chị nhiều khách hơn nữa nha. Dạ, mua ghế thêm nha anh. Dạ. Cả nhà anh Huy phải anh Huy không ta, quen quen đó. Phải không anh? Anh Huy thiệt không anh? Không phải. Không phải hả? Không. Vậy là anh Huy pha ke rồi. Hàng pha ke hả? Vậy là anh là hàng giả đúng rồi. Anh không phải, anh hàng giả mà hàng hay. Anh nói chuyện cho sang sang lên chút đừng. Mà mua là clip triệu view không? Dạ. Mê lắm. Trời mê chị Loan lắm. Sáng giờ là Loan bà sò chùm sò của sớm. Chị luôn hả? Chùm sò của sớm. Ơn bà luôn hả? Sao nó hết chứ. Chị đi chùm sò. Chị hoài à. Cái này nó mua tới đi từ từ thôi. Đỡ bà sao dữ vậy? Chị chuối không? Có chị chuối không? Bà chị sao rồi sao chị bảy vậy? Bà chị sao cho nó nhiều. Cái ba gam nổi. Nó là tao nói mày sớm hồn mà. Mày lại làm cái gì vậy mớm cho nó sùng trời đất nghèo mở gọng ra nha. Đây cả nhà ơi, có chị Loan đứng ngoài luôn. À, Master Quốc Thanh mới gửi lẵng hoa nè cả nhà. Rồi, quay cái mớm nha. Bé. Dạ. Chụp dạ. 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 Luôn chụp đi. Rồi, quay cái mớm nha. Bé bé. Dạ. Chụp dạ. 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 Chị đưa điện thoại cho bé là thua à? Đây bé là cho bé này đi ra cái con. Chị để lát em gửi cho, lát em gửi cho. Lát em gửi cho. Rồi làm lại đi, làm lại, chụp lại này, chụp lại. Gửi cho Long ơi, ơi. Một, hai, ba, nhìn máy bên em nè. Quá đẹp luôn. Ok, ok. Xong vô chứ để hồi trong kẹo sống à. Ở quẹo quá. Quẹo quá, cảm ơn bé Long nha. Mình đập hộp không? Họ muốn đập thì đập. Đập hợp không? Để trong đây 7 tiếng mấy được. Tao đập rồi bắt công tụi bay thấy tụi bay đầu chia làm sao? Tao đâu có ngu. Để tao đập thôi. Ủa chị nhận nó rồi đó hả? Nhận nút bạc rồi đó cưng. Sao bự quá vậy? Nút bạc nó bớt, nó bị bớt bạc nhỏ lại đó. Vàng lên giá chứ bạc đâu có lên đâu mà cái nút bạc nó làm teo lại. Nhỏ em chị cũng có một công ty thôi mà sao kỳ vậy? Không, mà cái đợt ngày nào sáng bớt của chị. Đợt trước nó bự hơn. Đợt sau nó teo hơn. Công ty bóp đúng không chị? Bóp bút bạc ra chà bá luôn, bút bạc tôi lên tiếng 100 cho xíu. Hết hồn luôn á, nhìn cái thấy liền luôn. Công ty bóp mà nó bóp lại đó. Trời tới đâu rồi? Này, này, này. Sắp tới rồi trời ơi. Trời ơi, sắp tới Hàn Quốc rồi đó. Chị ơi, Hàn Quốc rồi đó. Anh Tiến rồi, rồi ấp về hay chắc đi về đó. Ừ, thôi đủ rồi, tới như đủ rồi đi về. Thôi đi về, vậy thôi rồi đó. Tới thẳng quán ốc đầu hẻm luôn nha. Chứ khỏi vô sớm. Ủa 5 phút của chị hay là nửa tiếng mồ? Ừ, ông tài xế này ông đi lâu tí. Chửi ông, chửi ông. Có tin là ở đây 500 anh em. Ê, chửi cái bà chở đi tới miền núi luôn đó. Thôi nhắn nhịn đi về ha. Ừ, xong em đi về. Có ai thấy lon đâu không? Không, không. Không lon. Tới đường nào rồi? Tới đường nào? Sắp lại đâu mày? Tới Bình Chánh rồi, tới Bình Chánh rồi. Gì? Đây là ở đâu vậy trời? Bình Chánh, Bình Chánh. Bình Chánh lại được. Bình Chánh. Bình Điện, ở đây Bình Điện không à? Đây được, sao thấy không có quen thuộc gì vậy? À, ba ngày rồi. Ba ngày là tới rồi. Là quẹo đây là tới 2 hay 3 đó. Rồi, rồi, rồi. Đây, má Tư Quốc Khanh cũng có tặng quà nha cô Đúc. Đó là hoa, nhưng mà má Tư chưa tới. Còn ở đây là bùm bùm nè, ở vợ chồng bùm bùm cũng có luôn kìa. Mãi. Dạ không? Chị Loan thiệt nha. Sao mà Loan? Có tựa là mớm mớm. Mớm mớm. Dạ, chị đang qua. Dạ. Đang trên đường bán hai mà quậy đây là cái thứ ba là tới. Sáng chị đi đám cưới hả chị Loan? Hả? Sáng chị đi đám cưới hả? Cưới. Em thấy chụp hình đẹp quá trời. Em đố chị biết chỗ đó chỗ nào luôn á. Đám cưới chỗ nào á? Thôi biết rồi đừng nói. Đi đi ăn đi ăn đi. Em lòng nó đó đó đó. Đó cô chú anh chị ơi. Rất là nhiều cái giỏ hoa yêu thương nha cả nhà.
đi bên trong. Dạ chào cô. Đây là những cái cậu. Dạ luôn, bảo con.